Mọi người ơi, sống ở trên đời là chúng ta phải mọi người ạ. Các cháu thông cảm cho con gái bác nhé, từ trước nó vẫn thế. Ôi ơi, để quên cái điện thoại. Thím ơi, bán cháu ít cháo ạ. Thôi lấy cả túi này đi. À đây, xin cân cho. Đấy, gần là 1 cân, thím tính cuốn cân dưới. Thế của cháu bao tiền đấy thím? 150.000 một cân, đây cân dưới thím lấy cuốn 100.000. Vâng, để cháu gửi. Cuốn này, cuốn này, cuốn này, cuốn. Em ơi, bán chị túm quả mắc khén kìa. Đây, khén chị đây. Bao tiền này? Túm này 10.000 nhưng mà em thôi, em chị em mình em lấy 5.000 ạ. Ôi rẻ thế. Chị vâng, 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 mang về cái thịt thơm lắm chị. Thơm thế nhỉ? Đứa này nó làm sao ấy? Đứa này là tiền em mà. À thế à, chị đi về, chị xin nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cún ơi, tối rồi đi về đi. Thím còn dọn hàng về, thím nấu cơm. À vâng, thế thôi, cháu về đây, thím dọn hàng nhé. Tính à? Trả tiền thím đi, xong rồi về. Vâng, mua hàng thì phải trả tiền chứ. Ôi dồi. Ui, sáng rồi. Thôi cô ơi, đi về đi, để thím còn dọn hàng. Thím không lấy tiền nữa đâu. Ôi, thím cảm thấy cháu ngại lắm. Thôi cháu cảm ơn nhé, cháu đi về đây. Mẹ ơi, mới mua ít sáng về mà. Mình hay dùng là nước mắm Chinsu cá cơm biển Đông. Là món này thì chắc chắn là không thể thiếu nước mắm rồi. Với mình thì Chinsu biển Đông có công thức thơm ngon vừa ăn, không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn có mặt rất nhiều trên thị trường quốc tế nữa luôn. Với công thức của nước ngâm cóc thì mình sẽ cho 3 bát nước lọc, 1 bát nước mắm và 3 thìa đường. À mà công thức này mình chỉ áp dụng cho chai Chinsu biển Đông thôi. Mọi người mà dùng chai khác thì không đúng công thức, không ngon là mình không chịu trách nhiệm đâu nha. Nước ngâm sau khi đun sôi phải để thật nguội rồi mới cho vào bình. Đã xong rồi mọi người ơi, chỉ cần để khoảng 1-2 ngày là ăn được rồi. Cóc ngâm mắm, rắc tí bột ớt ăn cho nó ngon. Chám ngâm mắm. Xin mời sơ mìn. Giòn ngon. Cóc giòn tan. Ngâm lại ngon. Rồi thơm và ngon. Nếu mà để sống mà không ăn nổi. Mà cũng giòn nước mắm nữa ấy. Cái vị nước mắm này nó ngon.